không chỉ bị cắt việc làm đột ngột, hàng trăm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sweet Nature Home Forcing, khu công nghiệp Chân Thành 1, phường Thành Tâm, thị xã Chân Thành, Bình Phước còn bị chủ doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, khiến cuộc sống rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp ở xa phải thuê nhà trọ. Theo phản ánh của người lao động, tháng 7 vừa qua, công nhân bất ngờ nhận được thông báo từ phía công ty cho thôi việc đột ngột. Không những không hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp còn yêu cầu công nhân phải tự nguyện làm đơn xin thôi việc và cam kết không khiếu kiện nếu muốn được giải quyết bảo hiểm thất nghiệp. Điều đáng nói, trước khi cho công nhân nghỉ việc, công ty này vẫn còn nợ người lao động 40 ngày lương và 3 tháng bảo hiểm. Công ty đóng cửa không có cho hay, lại còn nợ tiền lương, người nợ tiền bảo hiểm. Trong khi đó hai chồng đều làm chung một công ty, rồi con thì tới đầu năm học nữa, không có tiền để trang trải cuộc sống, giờ vẫn chưa xin được việc làm. Mà công ty không có hứa hẹn là cứ nói hôm bữa thì nói là ngày 19 tháng 7 là ngày chậm nhất để trả tiền, nhưng tới giờ không có ai trả lời gì hết. Tiền thu nhập của chị là một tháng là 7,4, 26 ngày công, thêm ngày tháng 7 là ngày 11 ngày, 1 tháng 7. Thì chị mong muốn là công ty trả tiền lương cho con chị thôi, chị về lo sống gia đình của chị thôi. Giờ rất là khó khăn luôn, con cái đi học. Mong muốn là người sử dụng lao động là phải có một cái lời giải thích cho công nhân. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là phải trả tiền cho công nhân. Là công nhân chỉ có đi làm vì cuộc sống mình sinh nên công nhân chỉ cần lấy số tiền đó thôi. Được biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Signature Home Forcing hiện đang nợ lương của hơn 300 công nhân với số tiền gần 3,2 tỷ đồng và 3 tháng bảo hiểm với số tiền trên 976 triệu đồng. Dù đã nhiều lần hứa, nhưng đến nay phía công ty vẫn chưa giải quyết cho công nhân. Khó khăn trong cái vấn đề đòi lương, đòi nợ lương và cũng giống như bảo hiểm xã hội ở đối với hơn 300 công nhân lao động tại công ty SHF thì là hiện tại là không có chủ doanh nghiệp ở đây, và thứ hai nữa là không có cái quyết định cho thôi việc để trong cái quá trình mà lấy lại cái phần tiền bảo hiểm thất nghiệp cũng giống như là lương thì rất là khó cho anh em công nhân lao động. Theo thông tin chúng tôi được biết, hiện chủ doanh nghiệp đã không có mặt tại địa bàn công ty đóng chân, nên việc giải quyết các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, người lao động mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ để đòi lại quyền lợi chính đáng trong thời gian sớm nhất. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.